các con sọt đây. Đây. Ui hai con. Đấy, ui, con phi to. Ôi đất trời cao. Đấy, ui, hai con liền. Đấy. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo anh em mình nhá. Anh em mình hôm nay đội 10 cái cá mọi người ạ. Miền Bắc mới mưa to nên anh em mình đi săn mấy cá sọt. Xuống con mương này phát à. Làm cái để cho ướt làn mọi người ạ. Làn đang trống. Toàn đất bên trong. Ướt làn thôi mọi người. Bắt về cái về cho các cô được. Đấy, có con gì đúng không? Chúng to lắm mọi người ạ, như là sọt. Sọt như rung ngầm kiểu như này. Đấy, vẫn đang rung cánh búa này. Đấy, đúng chỗ anh khèo đấy. Còn vợ anh hất mạnh như thế nào nó có lên. Ui, con rắn. Ui, con rắn. Cũng nghe nghi rồi chứ. Con rắn mùng làm gì? Rắn xanh. Thì dùng ngắm lên chí một đợt sọt hay là rắt. Sọt thì sẽ không rung được lâu nữa. Rắn thì nó quận mình ấy. Rắn sọt sọt to. Để lướng bữa anh. Đợt lắm em hoàn cả sọt lướng thẻ. Anh em mình rất, có rất nhiều các sọt to mà nhé. Nào anh em mình sẽ... Đấy, bắt con này vừa nuôi. Ao này mình rất là nhiều rồi. Sẽ làm thịt và xếp khô đi, mọi người có muốn ăn thì ủng hộ anh em mình nhé. À, sọt bé, này bé quá, sọt lại dậy thì nó nuôi nó nhanh lớn mọi người. Biết ăn sọt khô, nuôi to. Sọt bé quá, cứu ta, tóm luôn. Tí nhà vớt cũng mỏi tay hết mọi người ạ. Mưa này dưới thân ít các đô các sọt to, địa điểm này là ít người đi. Đấy chúng có ấy rồi, to ui giời, còn này mà ăn thì thôi mọi người, đéo ngấy gậy luôn mọi người. Con này 5 con như này được bữa canh ngon. Đấy này chính tiếp đi anh thấy mình bỏ đoạn có giống cá bé này nó bỏ đoạn nó sẽ không lên. Ngót đầu lên to nhây. Ừ. Em tưởng anh chưa nhìn thấy con đấy thấy ngơ lắm. Về dùng khớp mọi người ạ. Tiếp mọi người, năm chúng ta chưa đúng không? Mưa rồi mà, cứ mưa phát là thua ra. Miền Bắc mới hôm nay mưa siêu ngày trên đêm đấy mọi người. Thôi đất trời cạp. Đấy, ui, ủa? Hai con liền. Một cặp sọt thôi nhá. Con này về nuôi thôi. Bắt con to hay con đấy, con to hay con đây con cái. Chẳng biết đâu rồi. Nó rút trong đây này. Trong kia trước mặt đây, không biết nó làm ở dưới chưa ấy. Hay là chạy ở trên này. Anh em theo theo bên dưới. Hôm nay em thấy nó kỳ vực phát đây. Dưới nó còn có. Tôi đánh như vậy, trên này không thấy em xuống một. Cái này không? Đến đây chưa, chỗ kia là chặn nước. Đấy, con gì quận. Đại con tô đây. Xu đồng ngon. Cắt luôn. Bên trong. Quá ngon rồi mọi người. Phải đủ bữa tôi đau rồi mọi người. Ôi, quay lại bắt con sọt kia thôi. Đây. Ui hai con. Ui hai con liền đấy nhỉ. Cẩn thận nó trôi. Ui cẩn thận, trôi nhanh. Ui cẩn thận. Có con nữa chỗ này mà nhảy luôn. Ui con sọt ngon chưa mọi người, nó lên hai con liền. Cẩn thận nhá, điện thoại vẫn đút trong ba lô đấy. Đây mọi người, ngon chưa? Thôi. À đây này. Đấy. Không phải. Ngon rộng anh. Hơi đánh nhạy thứ thôi. Lên hai con liền mọi người. Mưa sọt nó đi nhiều. Đây. Đâu? Đây. Ui con này to à. Đúng một cặp rồi mọi người. Sướng rồi, hôm nay ngon hay anh em mình cầm máy không? Là chung quả. Ý, sạn trời mưa. Đây lại đánh cho làm cho con máy có về con ấy. Giờ nó tính là đánh nhau đi nữa. Quá ngon luôn mọi người.
chắc ăn phi tại đấy rồi. Đây chắc đó. Ôi. Có nước cháy này mà. Này mọi người, hai con sập. Ngon chưa? Ít rồi ta đánh anh em mình đánh mấy phút đồng hồ được con này cá ngon này. Ngon quá mọi người. Ấy, ui, rô phi to. Chép cái rô phi ấy. Cuộn. Chỉ nước cháy này kìa rồi. Nó sang cống rồi. Sang cống rồi. Ui, con chép cái con rô phi to ấy. Sổ bé. Ôi, bảo con này nhiều cá rồi. Không, chỗ này nó tĩnh nước. Nước lên. Đấy. Nó vừa rồi. Tí thằng đầu kia sang cái con cá bị sôi kia mọi người. Tôi quay ra xem con này đi, nhưng không, nó trôi tận cái đầu kia. Nắm sổ bé chưa? Nó cặp sọc to rồi. Con chép bằng rô phi gì nó quẫy nhanh quá, em không chưa định mình được. Như con chép thì phải người dày mình nhá. Về chính đi xem cua chậm mới biết được mọi người. Ủa con đấy chạy mất rồi. Cái này hơi đậm thật, cái này mới gọi lắm sộp. Cái này mới cụ ngon như thế này. Thứ này nước lên hai con sộp nhìn thích mắt thật. Lên phát cả hai con rồi, cuối. Cái nó dồn. Mẹ nó còn chưa sống rồi, chắc nó nằm ở đấy rồi. Thế anh em mình đi vòng lên ngược lại đầu xe, anh em mình sẽ quay lại xem nó lấy thứ xong nó thấy. Đưa sâu trong cầm không có con nào rút cả. Anh em mình vẫn chạy con máy 2 chép mọi người nhé. Con này đi đánh điện nó thoải mái. Đi lâu thời gian. Đi đánh nó sướng mọi người. Bắt cá cũng khá ổn đấy, nhưng mà cái bình anh em mình đeo đi nó thoải mái, không sợ hết điện. Thường loại 8 chép nên đánh tốn điện lắm. Đi được có khi được lửa tiếng rồi cả. Ui lươn to. Ui có gì quậy. Sophia, có con lươn to ấy. Giết con này con giết. Trắng mình nhiều giết. Đưa mình ra vào nó mất rồi. Bắt anh Quý bắt mấy con Sophia rõ rõ cho cô nhé. Các cô hay xin anh em mình. Các cô nó khó là chỉ thích mình, ngày nào cũng đi thích đi. Có rô phi này, phi, anh em mình hay cho. Thế là con to quá, nó mất nhỉ. Có đấy, anh nhìn con chết nữa. Đây là tổng nước khoáng, dễ đánh. Còn nó đánh, nhiều lúc nó bị chìm, nó ở dưới gầm, không phát hiện được mọi người. Thực cỏ. Đấy. Cái tạm cái đạp ở dưới này. Nó còn dày lắm. Đưa hai con nhỉ, hai con, một con bơi đầu kia, một con bơi rồi. Ui đưa to. Ui chỉ nó tôi thì bỏ qua đấy. Ấy hai con lươn, một cặp lươn to luôn mọi người. Có đấy, nếu mà bắt được một con kia, con bơi đây thì khách lắm, con này mỏ thì anh em mình sẽ mỏ. Ấy, ui giời. Cô phi to bắt được cho cô. Nâu chưa hết con này.
đây nó phơi lại cho bông nó chém. Ăn giòn ngon này. Con đó đói bụng thôi. Đói bụng ăn nó không ngon nữa. Ấy, con này to, bắt. Làm hết cho đầu rồi nhé. Nhiều lúc anh em mình hay đi kích ở những cái rìa ruộng các cô đang làm ấy, các cô đang hái rau hay là hái hoa quả gì đấy, là các cô xin là các cô biếu anh em mình ít hoa quả ăn, không lấy không, anh em mình từ chối nhưng mà các cô cứ rúi cho không từ chối được mọi người. Ngại đấy, còn đường bé xí. Ấy. Đây con ngựa. Con sụt bé. Ô, con này. Sao nó dây khỏe đấy. Chứ nó có dày ấy. Nó động bằng thanh thanh trục chính của cỏ, cái thân chính của cỏ nó sẽ động toàn thân. Đấy, ui con phi. Ui con to, con to, con to, con to. Nước sâu như vậy. Đấy, ui. Ôi, cực kỳ, bắt con đây cho các cô, cho đủ bữa chứ anh em đi với khách cố bắt cho các cô đủ bữa. Đây mọi người, anh em quay cá mọi người xem nhá. Từ mấy con cá sộc trời mưa này, mấy con rô giòn rô tà tội. Anh Trường vạch kỹ cho mọi người xem. Đấy. Cũng ngon đấy anh. Có một con mương anh em mình đánh có được 12 phút thôi mọi người ạ. Chính ra là không mỗi khúc của ngoài kia nhiều nhỉ. Clip này anh em mình xin dừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người những clip tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá.